Chào toàn thể các anh em nha. Các anh em đã biết tin gì chưa? Sắp tới 8 tháng 3 rồi đó. Anh em đã chuẩn bị quà cáp đầy đủ cho các chị em của mình chưa? Còn nếu chưa thì hãy đến Airby chi nhánh Cái Găng Cần Thơ để lựa một em xe điện ưng ý về làm quà thôi nào. Nói thì phải có sách, mách thì phải có chứng vào anh em. Hôm nay có hai cô chú này nè, lựa xe điện để về làm quà tặng cho con gái cưng của mình nè. Vì cô chú đã tham khảo các dòng xe từ trước ở nhà cho nên lợi cửa hàng chỉ việc chốt làm thủ tục và đem em xe về nhà thôi. Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục thì cô chú có nói tại vì ở nhà có việc bận cho nên là không tự mình chạy xe về được. Bên mình đáp lại, bên con có chính sách giao xe tận nhà cho cô chú luôn, nên cô chú cứ yên tâm nha. Và đây là hành trình mình đi giao xe cho cô chú nè. Các bạn ở Cần Thơ nhìn là biết cung đường nào rồi ha. Đi một hồi thì cũng đã tới nơi. Quy trình đặc biệt quan trọng khi giao xe là cho cô kiểm tra xe thêm một lần nữa nha. Và cuối cùng, cảm ơn cô chú đã